Thần tài chỉ đích danh, năm con giáp gặp thời phất mạnh, trúng số đổi đời, giàu nhanh chóng mặt trong tháng 9 âm lịch năm 2024. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại cùng với kênh Đạo Sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên, thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, chúng ta không muốn tầm thường, vì vậy chúng ta cần phải nỗ lực. Chúng ta không muốn nhạt nhòa, vì vậy chúng ta cần phải chăm chỉ hơn. Chúng ta không muốn là một người vô tâm, không muốn là một kẻ thiếu nhân tính, vì vậy cần phải có tiền tài để hóa giải những cái tai họa, những cái tai ương. Cần thành công sẽ không bất lực cắn răng mà chịu đựng cái ai oán. Con người chúng ta chịu đựng cả đời, trải qua những cái sóng gió buôn ba, dù có cố gắng vất vả thế nào đi chăng nữa thì cuối cùng vẫn có những cái việc không được như ý nguyện của mình. Dù cho chăm chỉ cần mẫn kiếm tiền bao nhiêu, tiêu pha tẩn tiện, tích cóp nhặt căn ke như thế nào đi chăng nữa thì suy cho cùng tiền bạc cũng chẳng bao giờ là đủ cả. Con người dù thông minh cơ trí cả một đời thì cũng có những lúc mà chúng ta không thể tránh bản thân có những cái điều sai lầm, những cái tiếc nuối. Trải qua hơn nửa đời người thì năm con giáp này cũng đã hiểu thấu rõ những cái điều mà cuộc sống phải tuân theo, đó là cái luật trời mà sống. Và các chuyên gia tử vi cũng đã chỉ rõ chính cái điều này mà đúng cái tháng 9 âm lịch, bản mệnh cũng sẽ được trời thương Phật độ ban cho nhiều cái cơ hội đổi đời giàu có, tiền bạc kéo về ào ào, rửa trôi đi những cái vất vả, những cái khổ cực, những cái cay đắng suốt bao năm qua. Cuộc sống bước sang một cái thời kỳ mới hoàng kim rực rỡ, may mắn kề bên cạnh, sự nghiệp thì thăng hoa, tình cảm thì có nhiều cái hạnh phúc. Vậy thì cái vận trình tử vi chi tiết của năm con giáp may mắn trong cái tháng 9 âm lịch sẽ diễn biến ra sao? Trên các phương diện là sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, gia đạo sẽ có những cái chuyển biến tích cực như thế nào? Và con giáp giàu sang phú quý đó cụ thể là những tuổi nào, sinh năm nào? Xin mời quý vị hãy cùng Tử Thông luận giải ngay trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa quý vị, trước khi đi vào phần luận giải chi tiết, quý vị đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo để luôn cập nhật những video mới nhất của Tử Thông. Còn bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi xem những con giáp may mắn nhất trong cái tháng 9 âm lịch đó là những tuổi nào quý vị nhé. Thưa quý vị, con giáp may mắn đầu tiên thì lại nằm trong cái bộ tứ hành xung Thìn Tuất Sửu Mùi. Và những người tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch được đánh giá là một trong con giáp may mắn, đúng không ạ? Những người tuổi Sửu được đánh giá là một trong những con giáp may mắn trong cái tháng 9 âm lịch. Thưa quý vị, trong cái tháng 9 âm lịch ấy, với cái thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ sẽ mang đến cho những người tuổi Sửu những cái thành quả xứng đáng trong cái công việc của mình do được nguyệt lệnh che chở. Bên cạnh đó, cũng có những cái cát tinh nó tể tựu, nó cũng sẽ giúp cho các bạn nắm bắt được những cái cơ hội tốt hơn, chứng minh cái năng lực một cách không thể bàn cãi và cuộc sống sẽ đi đúng đường, đúng hướng, đúng như cái mong muốn của những gia chủ tuổi Sửu. Cái cách làm việc của các bạn cũng bớt phần cứng nhắc, thay vào đó là cái sự linh hoạt và uyển chuyển trong từng cái tình huống. Cũng bởi những người tuổi này đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn. Dù công việc có bận rộn và nhiều áp lực, nhưng các bạn cũng không hề cảm thấy là căng thẳng mệt mỏi. Ngược lại, những người tuổi này lại cảm thấy là vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Các bạn cũng luôn nỗ lực hết mình, luôn muốn biết bản thân mình còn thiếu sót để có thể nắm bắt và thay đổi kịp thời. Rất có thể một cái vị trí mới sẽ đón chào những người tuổi Sửu trong cái tháng 9 âm lịch này. Cái cơ hội hiếm này không phải lúc nào nó cũng có, nên là các bạn sẽ dốc toàn lực để thể hiện cái khả năng của mình các bạn nhé. Bên cạnh đó, cái hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà được tăng lên đáng kể. Đây chính là cái cơ hội để bản mệnh khẳng định cái năng lực của bản thân. Bên cạnh đó, trong tháng 9 âm lịch, nếu phải đi xa vì công việc thì các bạn cũng đừng có nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống có thể xảy đến các bạn nhé. Nếu các bạn đang ấp ủ cái tham vọng gì đó trong cái tháng 9 âm lịch này thì các bạn có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có những người hỗ trợ nhiệt tình theo nhiều cách khác nhau. Con giáp này cũng hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, chấp nhận rủi ro, nhưng mà vẫn nên thận trọng trong các hợp đồng để tránh có những cái xung đột về tài chính không đáng có các bạn nhé. Ngoài ra các bạn cũng nên lưu tâm hơn nữa trong cái quá trình làm việc với đồng nghiệp. Trong quá trình làm việc nhóm ấy, thì cái việc xảy ra một vài cái tranh cãi là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong trường hợp này, những người tuổi Sửu không nên hành động một cách bốc đồng, chứ đừng nói đến cái việc là nói những lời cực đoan, không kiềm chế. Vì cái điều này nó sẽ dễ làm mất lòng đối phương và gây ra những cái bất lợi cho cái tiến độ công việc sau này.
Thưa quý vị, cái công việc thuận lợi, vậy nên con đường tài lộc của những người tuổi Sửu cũng khá là ổn định. Vậy nên nếu mà muốn có được một cái cuộc sống sung túc giàu có thì bản mệnh vẫn nên chú ý dành thời gian và sức lực tập trung cho cái chuyên môn của mình và tập trung cho cái việc kiếm tiền. Những chuyện khác thì tạm gác lại một bên. Tất nhiên để có một cái nguồn thu nhập cao ấy thì những người tuổi Sửu cũng phải cố gắng rất nhiều. Nhưng mà kết quả các bạn thu được cũng rất đáng để cho các bạn nỗ lực phấn đấu. Các bạn nên chú ý hơn đến cái việc quản lý tài chính và đầu tư. Không nên dễ dàng tin theo những người khác. Cũng không nên mạo hiểm vì muốn tìm cái lối tắt kiếm tiền nhanh chóng. Hãy chú ý đến cái tính hợp lý của các khoản đầu tư mà các bạn được rủ hay là mời tham gia. Ngoài ra, các bạn cũng có thể sử dụng cái thời gian rảnh của mình để mà kiếm thêm tiền, đảm bảo cho tương lai. Đừng lãng phí thời gian quý báu của mình, mà hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để mà tăng thêm cái thu nhập. Về cái chi phí sinh hoạt, các bạn cũng cần phải chú ý kiểm soát cái ham muốn chi tiêu của bản thân để tránh chi tiêu quá mức, lập một cái kế hoạch quản lý tài chính cá nhân hợp lý. Tiết kiệm một cách nghiêm túc là những cái lựa chọn sáng suốt nhất đối với những người tuổi Sửu trong thời gian này. Bên cạnh đó, cái phương diện tình cảm của những người tuổi Sửu trong tháng 9 âm lịch cũng khá là lý tưởng. Đây sẽ là một cái tháng tuyệt vời với những cái khoảng thời gian thú vị ở bên gia đình và bạn bè. Và đặc biệt là khi đi nghỉ hoặc là tham gia các hoạt động vui chơi giải trí. Về mặt tình cảm cá nhân thì đối với những người cô đơn hoặc là đang tìm kiếm cái tình cảm sẽ có sự lãng mạn và có thể đột nhiên vẫy gọi các bạn. Các bạn có thể nhận được những cái lời tán tỉnh, những cái cơ hội giao lưu làm quen của những người khác giới. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm khá là thú vị mà các bạn không nên bỏ qua. Nhưng trước hết, các bạn nên cân nhắc giữa công việc và cái tình cảm để không khiến mọi thứ nó dở dang các bạn nhé. Với các cặp đôi thì những cái cam kết và thể hiện tình cảm của nửa kia đem đến cho các bạn cái sự yên tâm và cảm thấy tin tưởng hơn vào cái tình yêu này. Những cặp vợ chồng thì cũng đã được hưởng những khoảng thời gian hạnh phúc bên những người mình thương yêu nhất. Vậy nên quý vị hãy tận dụng cái thời điểm này để mà hâm nóng cái tình cảm và hàn gắn những vết nứt trong quá khứ các bạn nhé. Trong thời gian này thì về mặt sức khỏe thì thể trạng của những người tuổi Sửu cũng có những cái dấu hiệu suy giảm nhẹ trong tháng 9 âm lịch. Chủ yếu là do áp lực công việc và cuộc sống khá là bận rộn, nó cuốn các bạn đi, dẫn đến cái việc bỏ bê chăm sóc bản thân. Trong tháng 9 âm lịch này thì công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi lại bị thu hẹp, thu ngắn lại. Các bạn có thể sẽ gặp cái tình trạng là mất ngủ hoặc là bỏ bê ăn uống, nên có cái sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo cái sức khỏe cũng như cái nguồn năng lượng cần thiết để mà làm việc. Các bạn có thể tăng cường bổ sung các chất dinh dưỡng và tăng cường luyện tập thể dục thể thao để duy trì cái chất lượng sức khỏe của mình. Thì ngoài ra cũng cần phải kiểm soát chế độ ăn uống và tránh ăn quá nhiều cái đồ cay nóng hoặc là những cái đồ kích thích, kẻo tổn hại dạ dày và có hại cho sức khỏe. Các bạn có thể đi bộ để thư giãn hoặc là luyện tập những cái bộ môn thể dục thể thao hợp lý các bạn nhé. Và trong thời gian này, để tăng cường thêm cái sự may mắn tài lộc cho mình, thì những người tuổi Sửu cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Dần. Những người tuổi Dần trong tháng 9 âm lịch được cục diện là Dần Ngọ Tuất là tam hợp. Thì trong tháng 9 âm lịch cái sự nghiệp của những người tuổi Dần sẽ vô cùng rực rỡ như mặt trời ban trưa. Được cả cái cục diện tam hợp quý nhân nó tương trợ giúp đỡ, lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ nâng đỡ, nên là càng ngày thì càng gặp nhiều cái may mắn, chất lượng và hiệu suất công việc cũng không thể chê vào đâu được. Cụ thể là trong tháng 9 âm lịch, các bạn có thể sẽ dễ dàng giải quyết được những cái khó khăn gặp phải trước đây, tràn đầy cái sự tự tin và cái nghị lực mạnh mẽ, dũng cảm đối mặt với mọi cái thử thách khó khăn trong cuộc sống. Đặc biệt với những cái lần thể hiện bản thân đúng lúc, giành được cái sự đánh giá cao của đồng nghiệp và cấp trên, thậm chí còn thúc đẩy cái tiến độ một số cái dự án quan trọng đấy, có được nhiều cái cơ hội và được sự công nhận từ mọi người. Ngoài ra, cái kỹ năng lãnh đạo và hợp tác của bản mệnh cũng sẽ được cải thiện rất nhiều. Những người tuổi Dần sẽ thể hiện được tốt trong công việc của mình. Nếu mà gặp phải cái vấn đề gì khó khăn ấy, thì các bạn cũng nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ đồng nghiệp kịp thời là một trong những cái lựa chọn sáng suốt nhất. Các bạn không nên chiến đấu một mình để tránh những cái thiệt hại bất ngờ cho tập thể.
Cái điều quan trọng nhất là thành công trong cái sự nghiệp luôn tập trung vào cái sự kiên nhẫn, không bị phân tâm bởi những cái vấn đề xung quanh, duy trì cái mối quan hệ đối tác với các thành viên trong nhóm và đồng nghiệp cũng sẽ giúp giải quyết được cái vấn đề và đạt được những cái kết quả tốt hơn. Tuy nhiên, cái sức ép từ cấp trên và công việc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Công việc nó sẽ chiếm hầu hết các khoảng thời gian của các bạn. May mắn rằng các bạn là những người biết sắp xếp và ưu tiên nên là không còn phải lo lắng quá nhiều. Bên cạnh đó, những người tuổi Dần là những người mà linh hoạt và nhanh nhạy nên là các bạn cũng thích nghi với những cái môi trường mới rất là nhanh. Nhưng mà quý vị chớ nên hành động tùy tiện chỉ vì tin theo cái trực giác của mình, bởi không phải lúc nào cái trực giác của các bạn cũng là chính xác. Vì vậy nên có một cái sự tham khảo ý kiến mọi người xung quanh. Thưa quý vị, cái công việc nó hanh thông thuận lợi, vậy nên trong cái tháng 9 âm lịch ấy, thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Dần cũng có những cái sự tăng tiến nhất định. Cái cơ hội sẽ rất là quý giá, nên là các bạn cần phải nhanh chóng nắm bắt, nhờ đó mà doanh thu được tăng lên rõ rệt. Với những người làm công ăn lương, các bạn cũng đã đạt được những kết quả trong công việc vượt trội và có thêm cái thu nhập cho bản thân, nên là trong thời gian này cũng không gặp phải cái áp lực tài chính. Bên cạnh đó, các bạn cũng có thể mong đợi về cái việc thăng chức tăng lương bằng cách là cải thiện kỹ năng của mình. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên thay đổi cái thói quen chi tiêu quá sớm. Mua sắm thì cần phải có chừng mực và thận trọng khi mà có ý định đầu tư. Nếu mà có thể duy trì một cái khái niệm quản lý tài chính thì quý vị cũng cần phải thận trọng. Các bạn mới có thể đảm bảo được cái cuộc sống ổn định của mình. Trong khi đó, những người đầu tư kinh doanh thì bắt đầu thu được cái lợi nhuận. Có những cái hạng mục tưởng chừng như là không còn hy vọng thì nay cũng đã được hồi sinh. Tuy nhiên, các bạn cũng không nên bằng lòng quá sớm và nên tìm cái cách để gia tăng thêm cái thu nhập từ những cái nguồn khác nhau. Nói chung, khi mà dùng một cái khoản tiền lớn để mà đầu tư thì các bạn cũng không thể chỉ tập trung vào một cái lợi ích trước mắt. Dù có gặp cơ hội tốt thì các bạn cũng phải hiểu rõ cái xu hướng của thị trường. Đừng có quên tìm kiếm thêm những cái lời khuyên từ bạn bè hoặc là từ các chuyên gia xung quanh để có cái nhìn tổng thể nhất. Đừng bao giờ thực hiện các khoản đầu tư có rủi ro cao vì các bạn vẫn còn có nhiều cái nguy cơ bị mất tiền. Trong thời gian này, cái chuyện tình cảm của những người tuổi Dần cũng được dự báo là có nhiều cái tin vui. Cái cát khí từ cái cục diện tam hợp nó mang lại cái vận đào hoa đặc biệt tốt cho những người độc thân. Các bạn độc thân có thể có một cái cơ hội gặp gỡ được những người mới hoặc là gặp gỡ được những người phù hợp thông qua cái sự giới thiệu của bạn bè hoặc là của người thân. Tiến trình này nó khá là quen thuộc, nó đem lại cho các bạn những cái cảm giác bắt đầu một cái mối tình mới đẹp đẽ hơn. Trong thời gian này, các cặp đôi cũng đang tìm hiểu, có thể là càng ngày càng khăng khít hơn và thậm chí có những cái tiến triển mới đến cái hôn nhân. Dù yêu nhau lâu hay là mới, những người tuổi Dần cũng nên trân trọng cái mối quan hệ và tôn trọng lẫn nhau, chủ động cho đi thay vì là phải mù quáng mà đòi hỏi. Đồng thời cũng nên học cách thấu hiểu, bao dung và cùng nhau giải quyết các vấn đề thì mọi sóng gió cũng sẽ đều được vượt qua. Trong thời gian này, nói chung cái tình hình sức khỏe của những người tuổi Dần cũng không gặp quá nhiều cái vấn đề. Cái tinh thần vui vẻ cũng sẽ giúp cho các bạn tràn đầy cái năng lượng và có thể tham gia vào những cái hoạt động ngoài trời, tập thể dục thể thao nhiều hơn. Điều này sẽ giúp cho các bạn cải thiện được cái thể lực của cá nhân. Lưu ý rằng công việc bận rộn nên là các bạn cũng cần phải luyện tập thể dục thể thao và thư giãn vừa phải. Như người ta vẫn thường nói, sức khỏe là nền tảng của mọi cuộc cách mạng. Dù có làm việc chăm chỉ hay là bận rộn đến đâu đi chăng nữa, các bạn cũng phải dành lấy thời gian để mà thư giãn, tránh làm việc quá sức để căng thẳng nó kéo dài. Đồng thời cũng chú ý duy trì thói quen sinh hoạt tốt và cái chế độ ăn uống lành mạnh để duy trì cái sức khỏe tốt cho mình các bạn nhé. Thì nhìn chung ấy, nếu như mà có duy trì được cái thể trạng tinh thần ổn định trong cái thời gian này thì các bạn cũng không cần phải lo lắng gì về sức khỏe các bạn nhé. Và để hóa giải những hung tinh mang lại cái may mắn tài lộc cho mình trong thời gian tới thì những người tuổi Dần cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Dần, Ngọ, Tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Dần. Đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi Mão. Thưa quý vị, những người tuổi Mão trong tháng 9 âm lịch được cục diện là Mão và Tuất là nhị hợp. Bên cạnh đó lại được cái nguyệt lệnh ủng hộ, đâm ra là trong thời gian tới
thì cái sự nghiệp của những người tuổi Mão sẽ ngày càng có cái sự thăng tiến rõ rệt và bứt phá lớn hơn. Những người tuổi Mão có thể nắm bắt lấy cái cơ hội làm việc chăm chỉ và tiến độ công việc cũng sẽ được kỳ vọng đạt được những cái thành tựu phát triển rực rỡ hơn nữa. Bên cạnh đó, cái cục diện tử vi tốt lành nó cũng dự báo bản mệnh có được quý nhân phù trợ, làm gì cũng được có người đứng ra giúp đỡ, gặt hái được không ít những cái thành tựu trong thời gian tới. Có thể sẽ có một chút cái thay đổi trong cái công việc như là vị trí, tính chất hay là cái chiến lược, đa phần theo cái chiều hướng là tích cực nên cũng sẽ mở ra nhiều cái cơ hội thăng tiến cho bản mệnh. Các bạn sẽ giành được cái sự tín nhiệm của đồng nghiệp và của cấp trên bằng cái sự thông minh và cái tài trí của mình. Những người tuổi Mão còn có cơ hội gặp gỡ được những cái người có cùng cái tầm nhìn, cùng cái chí hướng, chung vốn làm ăn và đạt được những thành tích nhất định. Tuy vẫn có một vài cái khó khăn nhưng mà không đáng kể. Bản mệnh có đủ tài trí để mà xử lý mọi vấn đề đang tồn tại. Đôi khi những người khác có thể sẽ nghĩ rằng các bạn đang may mắn mà thôi. Song cái chất lượng công việc sẽ chứng minh rằng cái năng lực của các bạn thực sự đến đâu. Các bạn đừng tốn thời gian đôi co làm gì cả. Dù các bạn có gặp rất nhiều cái lợi thế so với những người khác, nhưng cũng không nên vì thế mà sinh ra kiêu ngạo hay là xem thường người khác, vì các bạn cần phải có cái sự hỗ trợ từ họ. Từ đó cũng sẽ giúp đỡ rất nhiều cho những người khác nữa. Cái thái độ khiêm tốn, biết mình, biết ta không chỉ có lợi cho các mối quan hệ của các bạn mà còn giúp các bạn tích lũy được những cái kinh nghiệm quý giá. Bên cạnh đó, các bạn cũng phải giữ một cái đầu lạnh, làm tốt công việc của mình và không ngừng nâng cao cái năng lực của mình. Khi đó thì mới có thể là phát triển tốt hơn và đạt được những cái may mắn cho riêng mình các bạn nhé. Thưa quý vị, công việc nó hanh thông, vậy nên nó cũng dự báo cái vận trình tài lộc của những người tuổi Mão trong tháng 9 âm lịch cũng có những cái thay đổi tích cực hơn so với thời gian trước đó. Có khá nhiều cái vận may tiền bạc nó đang tìm đến với những con giáp này. Với những người làm công ăn lương thì công việc thăng hoa thì không có lý do gì mà cái thu nhập của các bạn lại không được cải thiện. Các bạn có thể nhận được những khoản tiền thưởng, trợ cấp, hoa hồng khi mà bộc lộ cái tài năng của mình đúng lúc đúng chỗ. Nếu mà có cơ hội thăng chức tăng lương và nắm bắt kịp thời thì nói chung ấy, thu nhập của các bạn cũng sẽ được thay đổi đáng kể. Các bạn có thể đạt được cái sự tự do tài chính bằng cách là tích lũy kinh nghiệm và cái nâng cao cái năng lực của mình. Đặc biệt lại được cái nguyệt lệnh nó ủng hộ, nó cũng rất có lợi cho những người làm chủ, làm quản lý. Nói chung ấy, bản mệnh cũng sẽ hoàn thành tốt mọi việc, được cấp trên, cấp dưới và mọi người nói chung là ra sức ủng hộ. Nhờ đó mà cái lợi nhuận thu về cũng không hề nhỏ. Trong thời gian này, cái chuyện buôn bán kinh doanh của những người tuổi Mão thì cũng khá là thuận lợi. Nhờ có cục diện lục hợp nó che chở mà các mối quan hệ xã giao cũng khá là hài hòa, tốt đẹp, sẽ giúp cho các bạn thêm rất nhiều cái hợp đồng mới. Hợp tác thì suôn sẻ, đầu tư thì dễ sinh lời. Các bạn lưu ý rằng cái cơ hội đầu tư nó rất nhiều, nhưng mà quý vị cũng cần phải chọn cho mình những cái hạng mục phù hợp. Đừng có vội vàng quyết định đưa ra khi mà chưa tìm hiểu rõ về nó các bạn nhé. Tuy nhiên, cái chi phí sinh hoạt trong thời gian này nó cũng không phải là ít. Vậy nên các bạn, những người tuổi Mão cũng nên lập ra kế hoạch, lập ra ngân sách để tránh không phạm phải cái khoản tiền đầu tư của mình. Thu chi cũng cân đối cho gia đình và bản thân, cũng là một cái bài toán để cho quý vị phải tính toán. Thưa quý vị, công việc thuận lợi, tiền bạc thì rủng rỉnh. Bên cạnh đó, cái vận trình tình duyên của những người tuổi Mão thì nói chung cũng khá là tốt. Những người tuổi Mão vẫn còn độc thân hay là những người có đôi có cặp đều đón nhận được những niềm vui về vận trình tình cảm trong cái tháng 9 âm lịch này. Nhân duyên thì nó có chuyển biến tốt đẹp, đào hoa thì phơi phới. Tình yêu của các cặp đôi thì ngày càng thăng hoa. Hai bạn có cái sự thấu hiểu, đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau, nên là cái mối quan hệ nó rất là khăng khít. Dù là các cặp đôi đôi khi vẫn xảy ra những cái cãi vã, nhưng đó là cái điều không thể tránh khỏi với bất kỳ các cặp đôi nào. Quan trọng là cách hai bạn cùng nhau giải quyết những cái xung đột ra sao mà thôi. Thực tế cho thấy dù là bản mệnh hay là nửa kia thì đều sẵn sàng hạ cái tôi của mình xuống để giữ gìn hạnh phúc. Chuyện lớn thì cũng hóa nhỏ mà chuyện nhỏ thì bỏ qua. Trong thời gian này, những người độc thân có thể gặp một số cái may mắn, lãng mạn, có cơ hội gặp được những người mình thích. Các bạn cần phải duy trì cái sự kiên trì đấy, và tận tâm đấy. Bên cạnh đó, các bạn hãy mở lòng mình ra, tham gia vào nhiều các hoạt động xã giao để mở rộng các mối quan hệ của mình. Cái sức hút tự nhiên từ các bạn, đó là cái điều làm nên cái sự khác biệt của các bạn. Vậy nên các bạn hãy tự tin vào chính bản thân của mình. Thưa quý vị, trong tháng 9 âm lịch thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Mão cũng được duy trì ổn định, tinh thần thoải mái nên là ít ốm đau bệnh tật.
Nhưng mà các bạn cũng nên lưu ý rằng có thể xuất hiện một số cái bệnh nhẹ do thời tiết nó thay đổi và đau nhức trong cái thời gian này. Các bạn nên chú ý đến các tín hiệu mà cơ thể đã phát ra và duy trì cái thói quen làm việc, nghỉ ngơi một cách khoa học, ăn uống điều độ quý vị nhé. Thì ngoài ra các bạn cũng cần phải chú ý về những cái sự cố tai nạn bất ngờ, đi đứng cần phải cẩn trọng. Do cái áp lực công việc cao nên là quý vị nên thực hiện một số cái bài tập hoạt động thư giãn để mà giảm bớt cái căng thẳng. Trong thời gian này, những người tuổi Mão cũng nên tham gia nhiều các hoạt động ngoài trời hơn và duy trì cái giao tiếp tốt với những người thân, với bạn bè để giúp cải thiện cái sức khỏe tinh thần, làm tăng thêm cái hạnh phúc của mình các bạn nhé. Vậy nên trong thời gian này, để tăng cường thêm cái may mắn và bảo vệ cái hạnh phúc của mình, thì những người tuổi Mão hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Hợi, Mão, Mùi để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Mão. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo con giáp may mắn thứ 4 mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn trong tháng 9 âm lịch thì không ai khác đó chính là những gia chủ tuổi Ngọ. Thưa quý vị, trong ngày tháng 9 âm lịch, những người tuổi Ngọ thì được cục diện là Dần Ngọ tốt là tam hợp. Vậy nên công việc của những người tuổi Ngọ trong cái tháng này nó có nhiều cái khởi sắc. Cái cục diện tam hợp nó báo hiệu bản mệnh sẽ gặp được nhiều cái cơ hội may mắn trong những cái lĩnh vực mới mẻ, hứa hẹn sẽ có nhiều cái điều vô cùng là hấp dẫn. Đây cũng là lúc các bạn nên làm mới mình, tìm ra cái đam mê và làm những cái công việc thực sự phù hợp với mình. Bởi vận khí nó đang lên, nếu không nhân lúc này để mà tiến hành những cái việc quan trọng hoặc là những dự định từ trước thì rất dễ bỏ qua cái thành công. Những cái tín hiệu tích cực khuyến khích những người tuổi Ngọ trong thời gian này tự tin hơn với các hành động và các kế hoạch hiện tại. Các cơ hội tốt đẹp có thể xuất hiện. Các bạn hãy mạnh dạn đề xuất những ý tưởng của mình. Các bạn sẽ tràn đầy cái cảm hứng trong cái công việc và có thể dễ dàng đương đầu với nhiều cái thử thách khác nhau. Đôi khi vẫn còn một vài cái khó khăn nhất định nhưng không đáng kể. Các bạn có thể đủ tài trí để mà xử lý mọi việc một cách dễ dàng. Đấy. Dù vậy, các bạn cũng không nên kiêu ngạo hay là xem thường những người khác vì các bạn còn cần rất nhiều đến cái sự giúp đỡ của họ. Một nói chung, cái môi trường làm việc của những người tuổi Ngọ trong thời gian này cũng khá là thoải mái, tạo điều kiện cho các bạn phát triển cái sự nghiệp và cái chuyên môn của bản thân. Các bạn chắc chắn sẽ tạo ra những cái kết quả cực kỳ rực rỡ, nhưng các bạn cũng phải cảnh giác với những cái việc mà ai đó gieo rắc những cái mối bất hòa đối với mình. Tuy nhiên, điều mà các bạn nên chú ý trong cái thời gian này là mặc dù công việc nó không mấy bận rộn thì cũng đừng có làm những cái việc mà không liên quan đến cái công việc tại công ty, kẻo lại để lại những cái ấn tượng xấu với cấp trên và tạo điều kiện cho kẻ tiểu nhân soi mói thị phi quý vị nhé. Thưa quý vị, cái công việc nó hanh thông thuận lợi, vậy nên cái vận trình tài lộc của những người tuổi Ngọ trong tháng 9 âm lịch cũng được cải thiện đáng kể và các bạn có thể mạnh dạn đầu tư đa dạng từ nhiều nguồn khác nhau. Trong đó có nguồn thu chính chủ yếu đến từ cái việc là tăng lương tăng thưởng. Đây có lẽ cũng là cái thành quả xứng đáng mà các bạn sẽ nhận được trong những ngày vất vả làm việc từ đầu năm đến giờ. Những người làm công ăn lương thì nên tranh thủ để gia tăng thêm cái thu nhập. Có thể là kiếm việc làm thêm, tuy vất vả nhưng mà lại có thể cải thiện được cái thu nhập và thỏa mãn được cái đam mê của mình. Bên cạnh đó, cái vận trình tài chính nó cũng được cải thiện. Những người tuổi Ngọ có thể dành một cái khoản tiền để mà mua sắm những cái thứ mà mình yêu thích. Phần còn lại có thể là tiết kiệm đề phòng những cái lúc mà cần dùng đến. Trong quá trình đầu tư, các bạn cũng phải duy trì cái lý trí và đừng để bị đánh lừa bởi những cái lợi ích trước mắt. Các bạn hãy chú ý đến cái việc lập kế hoạch tài chính, kiểm soát rủi ro để đạt được những cái sự tăng trưởng tài chính bền vững hơn. Đặc biệt, khi mà các bạn phải đưa ra cái lựa chọn kinh doanh thì các bạn phải giữ được cái thái độ bình tĩnh, khách quan để có thể đưa ra những cái chiến lược đầu tư sáng suốt. Các bạn cũng nên chú ý sắp xếp thời gian hợp lý để tránh cái khối lượng công việc nó quá lớn, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công việc hàng ngày. Nhìn chung, cái cơ hội đầu tư thì rất nhiều, nhưng mà các bạn phải lựa chọn những cái hạng mục phù hợp. Đừng có vội vàng đưa ra quyết định khi mà chưa hiểu rõ các bạn nhé. Thưa quý vị, công việc nó hay không? Tài lộc thì vượng tiến. Vậy nên trong thời gian này cái vận trình tình duyên của những người tuổi Ngọ cũng sẽ được cái cục diện tam hợp chống lưng. Nhân duyên thì cũng được nở rộ trong thời gian này. Bản mệnh sẽ liên tục gặp gỡ, trò chuyện và mở rộng các mối quan hệ của mình.
dù là trong công việc hay là trong cái chuyện tình cảm cá nhân. Những người độc thân sẽ có cơ hội giao lưu tiếp xúc với những người khác giới, kể cả là những người mà các bạn có tình cảm, đối phương cũng sẽ bật đèn xanh chờ sẵn, chỉ chờ những người tuổi ngọ ấy nhận ra mà thôi. Bên cạnh đó thì khi mà tới những cái nơi mà có nhiều người khác giới, các bạn sẽ trở thành tâm điểm cái sự chú ý vì có thể lọt vào mắt xanh của một người nào đó. Các bạn cần phải chủ động hơn để không bỏ lỡ cái nhân duyên tốt đến với mình các bạn nhé. Còn với những người đã có đôi có cặp, với những người đã lập gia đình ấy, thì đây cũng là cái thời điểm vô cùng có ý nghĩa với các bạn. Các bạn có thể có một cái mối quan hệ ổn định với nửa kia khi mà cả hai luôn thấu hiểu và hỗ trợ lẫn nhau, trải qua những cái cung bậc cảm xúc yêu đương. Đã đến lúc hai người có thể tính đến cái chuyện hôn nhân và tiến đến một cái mối quan hệ hài hòa tốt đẹp rồi. Về những cái cặp đôi, những cặp vợ chồng thì trong thời gian này cũng có một cái khoảng thời gian khá là hạnh phúc. Những cái vết thương từ trước đó cũng đã được hàn gắn và tình cảm thì ngày càng thăng hoa trong tháng 9 âm lịch. Bên cạnh đó, cái tình hình sức khỏe của những người tuổi ngọ cũng không có đáng phải lo lắng cái điều gì cả. Nhưng mà quý vị cũng cần phải tránh tiếp xúc với các vật sắc nhọn để tránh bị thương. Thể chất luôn ở trong cái tình trạng là sung mãn. Không có cái điều gì có thể làm khó khăn hay là cản bước chân của những người tuổi ngọ tiến về phía trước, giành lấy cái mục tiêu của đời mình. Thưa quý vị, dù vậy ấy, thì cái việc duy trì thói quen sinh hoạt, ăn uống điều độ, nghỉ ngơi đúng lúc cũng là giúp quý vị đảm bảo được cái sức khỏe của mình. Đồng thời, một cái chế độ ăn uống hợp lý, luyện tập thể dục thể thao phù hợp cũng là một cái cách để tăng cường cái hệ miễn dịch cho các bạn. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi ngọ cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị hãy liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi ngọ, đó là con giáp may mắn thứ tư. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ năm mà Tử Thông muốn gửi đến cùng quý vị và các bạn đó chính là những người tuổi thân. Thưa quý vị, trong cái tháng 9 âm lịch, những người tuổi thân được cục diện là thân dậu tuất là tam hội. Vậy nên cái cục diện tam hội thái tuế nó cũng sẽ xuất hiện, nó báo hiệu đây là một cái tháng mang lại nhiều cái cơ hội và cái may mắn cho những người tuổi thân. Nếu các bạn cũng đang sẵn sàng cho những cái dự định quan trọng từ giờ đến cuối năm thì đây là một cái thời điểm cực kỳ là có lợi cho các bạn. Trong quá trình làm việc, những người tuổi thân có thêm cái sự chủ động và xông xáo hơn, không còn thụ động đợi đến khi người khác giao việc thì mới làm nữa, cũng bớt phần do dự hơn trước đây. Cái tinh thần này cũng rất đáng để ghi nhận và cần phải phát huy. Cái tài năng và cái sự sáng tạo của các bạn cũng được phát huy tối đa và họ sẽ có cơ hội được giao cho một số cái nhiệm vụ và cái trọng trách quan trọng. Các bạn cần phải học cách nắm bắt cái cơ hội, chủ động giải quyết các vấn đề, thể hiện cái tài năng và cái khả năng lãnh đạo của mình. Cái sự hợp tác và giao tiếp với cấp trên ấy cũng đặc biệt quan trọng. Các bạn cần phải thiết lập các mối quan hệ cá nhân để hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên ấy, trong thời gian này nó nguyệt lệnh nó không ủng hộ, đâm ra là không ít những cái thách thức nó song hành cùng với các cơ hội. Nhưng nếu mà vượt qua được thì các bạn sẽ gặt hái được những cái thành quả tương xứng. Do đó, các bạn hãy tận dụng tốt cái cơ hội để ghi điểm và có những cái dấu ấn thật sự là đặc biệt trong sự nghiệp của các bạn. Tuy nhiên, để đạt được cái điều đó đòi hỏi các bạn phải có cái sự kiên nhẫn rất là lớn. Càng về cuối tháng thì cái áp lực càng tăng, đòi hỏi những người tuổi thân cần phải bình tĩnh, sáng suốt mới không phạm phải những cái sai lầm. Bên cạnh đó, nguyệt lệnh nó không ủng hộ, nó cũng tiềm ẩn những cái sự sa sút bất ngờ. Công việc có thể là đang vốn thuận lợi đấy, nhưng mà lại gì cũng có những cái giai đoạn đụng đâu thì hỏng đó, càng cố gắng thì lại càng hoài công vô ích. Dẫu cái vận trình nó lên xuống khó có thể nắm bắt, nhưng bản mệnh vẫn là những người mà đưa ra quyết định cuối cùng cho sự thành bại của mình. Cái yếu tố vận mệnh chỉ là cái yếu tố phụ. Một khi mà các bạn đã hạ quyết tâm và kiên trì theo đuổi cái mục tiêu của mình ấy, thì không có khó khăn nào có thể là ngăn cản nổi cái bước tiến của các bạn. Đồng thời, các bạn hãy cảnh giác với những cái tranh chấp tại nơi công sở và những cái chiêu trò của tiểu nhân, giữ cái nguyên tắc độc lập của bản thân, đừng có quá dễ dãi các bạn nhé. Thưa quý vị, công việc nó hanh thông. Và tiếp theo đó là cái vận trình tài lộc của những người tuổi thân thì cũng sẽ được khởi sắc nhất định so với những cái tháng trước đó. Tuy nhiên, ở cái mức độ tiến triển nó cũng chưa mạnh lắm, vẫn cần phải sự kiên nhẫn chờ thời. Dù vậy,
thì dựa vào cái sự nỗ lực cá nhân và cái sự thông minh, những người tuổi Thân vẫn có thể gặp được những cái cơ hội phát triển tiềm năng và thu được những cái khoản lợi nhuận bất ngờ. Với những người làm công ăn lương, bản mệnh cũng khá là áp lực về cái mặt tài chính, chưa thể chi tiêu thoáng thay được. Dù có nguồn thu nhập đều đặn, song hàng tháng phát sinh quá nhiều cái chi phí bất ngờ, bao gồm cả chi phí sinh hoạt, chi phí cho con cái, vân vân, các loại chi phí nó đổ ập xuống đầu những người tuổi Thân. Nên là xét về tổng thể thì thu nhập của quý vị vẫn chưa thực sự có sự đột phá lớn. Ngược lại, trong thời gian này thì được cái cục diện tam hội nó giúp sức, vậy nên những người kinh doanh buôn bán thì sẽ có một cái tháng khá là tất bật. Nhìn chung cái doanh số đạt cái mức cao, có thể tích lũy được một khoản khá để mà đề phòng những cái tình huống phát sinh bất ngờ, cũng như là để gì có thêm những cái cơ hội đầu tư mới. Nói chung quý vị cũng cần phải lưu ý về cái nguyệt lệnh trong tháng này nó không ủng hộ, có thể sẽ mang đến những cái biến động lớn về tiền bạc cho các bạn. Và trong cái tháng 9 âm lịch này có thể sẽ thu về cái lợi nhuận cao, nhưng mà chưa chắc là thời gian sau đó đã có thể là đột phá được. Vậy nên quý vị vẫn cần phải có một cái sự cân nhắc tính toán một cách kỹ lưỡng. Cái chuyện kiếm được tiền mà không tích lũy thì tiền có núi thì cũng sẽ cạn kiệt. Tiêu dùng phải hợp lý và quý vị cũng cần phải có một cái kế hoạch chi tiêu để tránh cái chuyện tiền bạc bị thất thoát các bạn nhé. Không những vậy, bên cạnh đó thì cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thân ấy cũng được rực rỡ do được cục diện tam hội nó trợ giúp. Bên cạnh đó lại được gì? Tuất thổ nó sinh cho thân kim nữa, tức là được ngũ hành tương sinh. Vậy nên cho thấy, có thể thấy là trong thời gian này các bạn có những cái mối quan hệ bắt đầu được khởi sắc. Những người độc thân có thể sẽ gặp được những cái người mà mình thích và có thể bắt đầu một cái mối quan hệ ngọt ngào. Tuy nhiên, các bạn vẫn cần phải cân bằng cái cảm xúc để tránh quá phụ thuộc vào đối phương và duy trì cái suy nghĩ cũng như là cái sự độc lập của mình. Các cặp đôi có thể sẽ cảm nhận được cái sự quan tâm và tình yêu của nửa kia dành cho mình. Cái điều này có thể nâng cao cái mối quan hệ của các bạn trong tương lai. Tuy nhiên trong tháng thì cái nguyệt lệnh nó không ủng hộ, nó vẫn khiến các bạn, những người tuổi Thân ấy, có phần là cứng nhắc bảo thủ, suy nghĩ thì đôi khi bị bế tắc, khó có thể thông suốt được. Cái điều này cũng sẽ gây ra không ít những cái trở ngại cho cái cặp đôi. Đấy. Các bạn nên học cách trân trọng và cho đi cái tình yêu của mình, đặt mình vào vị trí của đối phương thì mới có thể là bảo vệ được cái hạnh phúc. Bên cạnh đó, tình hình sức khỏe của những người tuổi Thân trong thời gian này thì các bạn cũng dễ gặp phải nhiều cái vấn đề về sức khỏe do cái áp lực công việc nó tăng cao và cái tâm trạng thất thường. Đã vậy lại gặp cái nguyệt lệnh nó lâm vào đất tuyệt. Vậy nên là các bạn có thể xuất hiện một vài cái triệu chứng khó chịu như là cái thể trạng đi xuống, thường xuyên cảm thấy là mệt mỏi, uể oải, ngủ thì không được sâu giấc, kém ăn và suy nhược thần kinh. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến công việc lẫn cuộc sống của các bạn. Do đó, cái việc nghỉ ngơi và thư giãn hợp lý sẽ đặc biệt là quan trọng đối với cái thể chất của các bạn. Các bạn hãy chủ động cái chuyện dưỡng sinh, chăm sóc sức khỏe, luyện tập thể dục thể thao mọi lúc mọi nơi. Đừng có chủ quan với cái sức khỏe của mình các bạn nhé. Và để mang lại cái may mắn cho mình ấy, thì những người tuổi Thân cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 5. Thưa quý vị, như vậy Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những con giáp may mắn nhất trong tháng 9 âm lịch. Và trong tháng 9 âm lịch chúng ta có 5 con giáp được lộc trời ban, dễ có cơ hội giàu sang phú quý, dễ có cơ hội sắm nhà tậu xe. Đó là những con giáp sau đây. 1 là tuổi Sửu, 2 tuổi Dần, 3 tuổi Mão, 4 tuổi Ngọ, 5 là tuổi Thân. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau. Xin cảm ơn.